Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay, ngày mùng 1 đầu tháng cũng như thường lệ, Thế Anh Audio sẽ lên giảm giá cho anh em rất nhiều các mặt hàng ở đây. Có đẩy này, vang này, mic này, quản lý nguồn, lưng tiếng, giảm giá cho anh em rất là tốt cho anh em giá ngày mùng 1 đầu tháng nhá. Thì anh em theo dõi video, ủng hộ Thế Anh Audio hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio. Và đặc biệt nhá, ngày hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng sẽ có một mức giá cực kỳ là tốt cho các bác nào đặt hàng từ Thế Anh Audio. Đấy thì anh em nhớ nhá, cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông ạ. Đầu tiên đây, sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu cho anh em, phiên bản vang cơ này số cao cấp nhất đến từ thương hiệu JBL, có là JBL S8 Plus, một phiên bản chip DSP của Mỹ này. Đấy, nên xử lý tiếng cực kỳ là hay, cũng như là có echo và dì vợt riêng biệt cho các bác nào thích hát karaoke echo và dì vợt. Đấy, con này chống hú cực kỳ là tốt nhá anh em nhá. Có bật tắt chống hú rất là chất lượng. Đây anh em đây, bật tắt chống hú ở đây. Đấy, và rất là dễ chỉnh. Một dòng vang cơ này số cực kỳ là dễ chỉnh. Anh em thấy ở đây sẽ có chỉnh đây, bát chung và chép của mic này, bát chung và chép của nhạc này, và phần này chỉnh súp và echo và dì vợt riêng biệt. Đấy, rất là cao cấp. Và ba lúm vặn chính để anh em điều chỉnh tăng giảm của mic, tăng giảm effect và tăng giảm của nhạc. Đấy, rất là cao cấp. Cũng như là được trang bị đầy đủ cho anh em là cổng quang, bluetooth cũng như các đường nhạc vào bằng hoa sen, đều được mạ đồng cao cấp cho anh em nhé. Rất là chất lượng. Đấy, cả cổng COA nữa cho anh em. Đấy, hai lỗ cắm mic đằng sau. Và thiết kế mặt trước đây, mặt trước rất là đẹp. Mặt trước là mặt phay nhôm màu đen, rất là đẹp, có hai tai bắt vào tủ âm thanh. Và đặc biệt phiên bản này sẽ có điều khiển từ xa nhé. Đây, điều khiển từ xa, trang bị cho em một chiếc điều khiển từ xa để anh em có điều khiển tất cả các thông số, rất là tiện dụng cho anh em đi làm show sự kiện giảm cưới. Đấy, hoặc là anh em ở gia đình điều khiển từ xa cho anh em thay đổi các thông số, rất là chất lượng. Và tiếng con này em cam kết anh em tiếng cực kỳ là hay, vì chip là chip DSP, chỉ trang bị trên những chiếc vang số. Nhưng dòng vang cơ này số này bên em đã đặt riêng được trang bị chip DSP nên cực kỳ hay cho anh em. Đấy, tiếng nhạc và tiếng mic rất là hay. Đấy, và ngày hôm nay nhá, em đã có video test cụ thể trên Thế Anh Audio rồi, thì anh em có thể xem video test cụ thể. Và em sẽ báo giá một mức giá rất là tốt cho anh em ngày hôm nay. Đấy, những chiếc vang cơ này số S8 Plus này, ở ngoài thị trường anh em mua những dòng vang này rẻ nhất cũng phải 1.450.000 đến 1.650.000. Nhưng ngày hôm nay nhá, Thế Anh Audio chỉ bán cho anh em 1.250.000, bên em bao ship và tặng dây jack kết nối cho anh em. Ok chưa? Anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán, anh em có vấn đề gì về kết nối, em sẽ alo, em sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể kết nối. Anh em kết nối sau thấy hay, thấy ok thì anh em nhận hàng, không hay trả lại Thế Anh Audio. Bên em sẽ tặng cho em dây jack kết nối, các dây ca lông hoặc dây hoa sen để em kết nối đẩy hoặc âm đi. Đấy, rất là chất lượng. Chỉ có 1.250.000 bao ship, tặng dây jack kết nối, nhận hàng, kiểm tra thanh toán, không hay trả lại em. Ok chưa? Giá ngày mùng 1 thì em nói thật với anh em rất là tốt. Thì anh em theo dõi video nhớ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio. Đấy. Và tiếp tục nhá. Đây, những bộ mic không dây đến từ thương hiệu Shure UR32D, một dòng mic không dây 4 dầu rất là chất lượng. Có đèn, hệ thống đèn vẩy rất là đẹp ở đây. Đấy, thiết kế đây anh em thấy không? Thiết kế rất là đẹp cho anh em đi làm show sự kiện giạp cưới kẹo kéo. Đấy, sóng con này đảm bảo từ 70 đến 100 mét. Đấy, anh em yên tâm nhá, sóng rất là xa và tiếng cực kỳ là nhẹ. Đấy, dòng này dòng cao cấp đến từ thiệu xua. Đấy anh em, mặt phay nhôm đây, rất là đẹp. Có hai, tất cả các cái phím này anh em để ý nhá, đều có sáng đèn và đều là các cái phím mềm, ấn rất là nhẹ nhàng cho anh em. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, màn hình hiển thị kênh A, kênh B riêng biệt. Khi anh em bật tay mic lên thì nó sẽ có báo đèn ở đây, báo tín hiệu sóng, tín hiệu tiếng đầy đủ cho anh em. Và mặt sau của nó đây ạ, mặt sau đây nhá, anh em thấy con này trang bị là 4 anten rời sóng, làm sao vì nó xa, 4 anten rời đấy. Và cổng kết nối đầu ra thì có cả ca lông, có cả jack 6 ly đầy đủ cho anh em. Anh em kết nối bàn mixer hoặc là bàn vào vang hoặc là âm ly đều được. Đấy, rất là chất lượng. Và đây tay mic đi ạ. Đây là em thông báo anh em là hàng này hàng mới nguyên hộp nhá, sẽ được bên Thế Anh Audio bảo hành cho em 25. Ok chưa? Hàng mới nguyên hộp bảo hành 25 cho anh em. Rất là chất lượng tay mic đây. Đấy, thiết kế rất là đẹp, tất cả là tay kim loại. Đấy, dòng đuôi chuột, nhìn anh em nhìn tay mic này, nó thể hiện sự chuyên nghiệp. Đấy, cầm bộ mic lên nó rất là chuyên nghiệp cho anh em nhá. Và khi mà anh em mở ra lắp pin thì nó tay rút như này. Đấy, vì là vì tím. Anh em thấy nhá, vì tím tay rút rất là đẹp. Đấy, lắp vào đây. Đấy, ok chưa? Và trong hộp này thì sẽ có anten này,
nguồn chống lăn rắc 6 ly đầy đủ cho anh em, một hộp nguyên như thế này. Em nhận hàng có thể mở ra kiểm tra kết nối và alo. Và đây em sẽ bật tay mic lên nhá, sau đó là alo cho anh em nghe tiếng mic. Tiếng mic rất là dày và bay tiếng. Và khi em bật lên thì anh em thấy nó sẽ báo tín hiệu trên đây. Đấy, báo tín hiệu sóng, tín hiệu tiếng đầy đủ cho anh em. 5, 7, 3, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tiếng rất là nhẹ và dày tiếng cho anh em. Đấy, và đặc biệt ngày hôm nay, ngày mùng 1 đầu tháng, bên em sẽ giảm giá cho em những bộ mic này. Đấy, bộ mic này ngoài thị trường em mua từ 2,6 triệu đến 2,8 triệu. Nhưng ngày hôm nay thì anh Eldo bán giảm giá ngày mùng 1 đầu tháng chỉ có 1,950,000. Bên em bao ship cho anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đấy, chỉ có 1,950,000 anh em sở hữu một bộ mic không dây 4 dâu, hàng rất là chất lượng, đến thương hiệu Shure, tay rút rất là chất lượng, tiếng nhẹ, dày, sóng xa từ 70 đến 100 mét. Anh em mua hàng có thể nhắn tin số em, chốt mic Shure 1,950,000 bao ship, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Không hay, hát không nhẹ, trả lại thành audio. Ok chưa ạ? Giá rất là tốt. Ngày mùng 1 đầu tháng thì anh em theo dõi, hoan hỉ cho bên em xin like, một đăng ký kênh ạ, và nhấn chuông nhá. Và đây, tiếp tục sản phẩm tiếp theo đây. Những chiếc lưng tiếng, một thiết bị mà không thể thiếu trong dàn anh em hát karaoke và nghe nhạc, sẽ giúp anh em lưng tiếng nhạc và lưng tiếng mic rất là hay. Tiếng bass xuống được sâu hơn, tiếng chép lên cao sẽ là sáng, tiếng chép hơn. Đấy. Và đặc biệt con này nó sẽ có cả cổng quang Bluetooth, để cho các bác nào dùng âm ly ấy thì mua về chỉ cần con này thôi, nó sẽ đảm bảo các tín hiệu đầu vào cho anh em từ TV xuống, hoặc là từ bắt Bluetooth từ điện thoại, rất là chất lượng. Đấy, sẽ giúp anh em lưng tiếng nhạc, lưng tiếng mic. Đấy, với thiết kế đây, phiên bản này sẽ thiết kế rất là đẹp. Đấy anh em, mặt đen nhá. Phiên bản này có mã là MP300, phiên bản cao cấp nhất đến từ thiệu Lex hiện nay, và có chip giải mã rất là hay cho anh em. Đấy, ngoài thị trường thì ngoài em báo giá luôn, vì em đã có các video rồi, video test cho anh em cụ thể rồi. Ngày hôm nay ngày mùng 1 em sẽ báo giá cho anh em. Ngoài thị trường bán con này ít nhất cũng phải 1,3 triệu đến 1,5 triệu. Nhưng ngày hôm nay nhá, thì anh Eldo chỉ bán cho anh em 980.000, bên em bao ship cho anh em và tặng dây jack kết nối, em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đấy, ok chưa? Anh em kết nối với đẩy hay là kết nối với cả vang, kết nối âm ly, bên em sẽ tặng cho em dây jack kết nối, nhận hàng, em kiểm tra thanh toán. Có vấn đề gì kết nối cứ alo, bên em sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cụ thể em kết nối. Cam kết em tiếng sẽ giúp cho anh em nâng tiếng nhạc, nâng tiếng mic cực kỳ là hay. Đấy, những chiếc lưng tiếng Lex Acoustic MP300 phiên bản mới nhất hiện nay rất là chất lượng cho anh em. Đấy, rất là chất lượng cho anh em nhá. Và chỉ có 980.000, bên em bao ship còn tặng cho em dây jack kết nối. Ok chưa ạ? Rất là tốt cho anh em nhá. Tiếp tục sản phẩm tiếp theo cho anh em ngày hôm nay. Đây, những chiếc quản lý nguồn đến thương hiệu LS Acoustic. Đấy, phiên bản D08 màu đen. Em bán rất là nhiều phiên bản cao cấp nhất đến thương hiệu LS Acoustic, có đầy đủ lọc nguồn. Đây, có đầy đủ lọc nguồn, tất cả các cuộn lọc nguồn này, các tụ lọc nguồn điện vào điện ra, và các dơ le đầy đủ cho anh em. Rất là chất lượng nhá, phiên bản này phiên bản cao cấp nhất. Và nó sẽ có trang bị cho anh em là 10 ổ cắm, 2 ổ cắm đằng trước và có 8 ổ cắm đằng sau. Tất cả các ổ cắm đều là các lá đồng nhá, các chân đồng đảm bảo anh em cắm rất là chặt. Đấy. Ngoài ra phiên bản này nó sẽ có một chức năng nữa là chức năng khóa trẻ em. Anh em giữ ở đây, 3 giây nó sẽ hiện khóa trẻ em. Đấy, tất cả khi mà khóa rồi thì anh em, kể cả anh em tắt đi, nó sẽ không tắt ở các cổng này. Đấy, và không điều chỉnh được các cổng này. Đấy, chất lượng cho anh em nhá. Và thiết kế rất rất là đẹp. Những chiếc quản lý nguồn có lọc nguồn này ngoài thị trường bán rất là đắt. Thật sự anh em rất là đắt chứ không hề rẻ đâu nhá. Con này thì chịu tải cực kỳ là tốt. Anh em cắm một vài thiết bị đẩy vang, vài con đẩy vang mic đầy đủ, cắm vào chiếc quản lý nguồn này đảm bảo cho em chịu tải cực kỳ là tốt. Dây đây, dây rất là to, rất là chất lượng cho anh em. Phiên bản D08 này ngoài thị trường bán cực kỳ là đắt cho anh em. Nhưng ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng bên em bán chủ yếu là để anh em mình gặp nhau đầu tháng giao lưu, giá rất là tốt cho anh em. Chỉ có 1 triệu bên em bao ship cho anh em, anh em nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Đấy, chỉ có 1 triệu anh em sở hữu một chiếc quản lý nguồn có lọc nguồn nhá. Ê, em lưu ý nhá, quản lý nguồn có lọc nguồn chưa đâu bán rẻ như thế anh Audio. Đấy, chỉ có 1 triệu đồng anh em sở hữu một quản lý nguồn cao cấp nhất đến thương hiệu LS Acoustic, hàng sẽ được bảo hành chính hãng cho em 2 năm. Ok chưa? Chỉ có 1 triệu thôi nhá, giá rất là tốt cho anh em gặp nhau ngày mùng 1 đầu tháng. Thì anh em theo dõi video nhá, ngày mùng 1 đầu tháng hoan hỉ, tất cả anh em hoan hỉ cho bên em xin một đăng ký kênh và nhấn chuông đi ạ. Đấy, để anh em mình sẽ tiếp tục gặp nhau ở các video tiếp theo từ thế anh Audio. Rất nhiều các mặt hàng bên em sẽ giảm giá cho anh em. Đấy, rất nhiều các mặt hàng. Xin chào anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều.